Hello, Quyên gửi bài 23 của mình cho mấy con coi nha, là bữa nay cháu có thời gian mấy con đọc nha. Ở cái bài 23 mình có một số từ như sau ha. Marker, marker là bút lông nha, chiếc lông. Marker, rồi hộp bút của mình, hộp viết của mình gọi là pencil case. Pencil case. Và bút sáp màu là crayon. Crayon, crayon. Cục gôm của mình là eraser, eraser. Máy tính tiền nha, là cái máy tính nha. Calculator, calculator. Cây thước là ruler, ruler. Và bảng các bạn để dành viết phấn gọi là chalkboard, chalkboard. Rồi ok, mấy bạn về đọc lại nha.